Vâng, mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp Nhật của em trên YouTube nhé. Em giới thiệu cho các bác một dàn xe, nhưng mà em sẽ đi chi tiết một con Chevrolet thôi. Con mang mã số là E655 nha các bác. Đây này, con này size gióng của nó là 40 xe. Đấy, phù hợp với người có chiều cao là 1m55 trở lên là đi chiếc xe này ok rồi. Đấy, càng trước của nó là có càng cuộc nhún này. Có căn chỉnh sóc đàng hoàng nhá. Con này là con touring bán địa hình của Pháp xuất Nhật Chevrolet. Màu của nó là màu trắng sữa nha các bác. Màu trắng sữa. Chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip các bác, 8 tầng lip các bác. Như thường lệ thì các bác xem video thì nhớ kích cho em xin nút like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất bên em. Một dàn xe như thế này thôi, nhưng mà em chỉ đi chi tiết một con thôi nhá. Mời các bác xem này. Đây là con này khung sườn nhôm này. Đó. Khung sườn nhôm. Cọc in này, gọng in và in zin đét theo xe rồi nhá. Bản rè địa hình này. Bản rè lá lúa này. Có touring này. Lốp con này là lốp zin nhá. Lốp zin theo xe. Thông số của nó là 700 nhân với lại 32C. 700 nhân 32C, vành hai lớp, vành nhôm. Nan hoa thì là inox chân đồng rồi. Quy đề là của Shimano Tonic. Chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip các bạn. 3 đĩa 7 lip nhá. Sen lip đều của Shimano luôn. Đùi 4 chấu, đùi nhôm, nguyên zin theo xe. Đấy, cối nổ giòn tan. Đấy, đùi nhôm nguyên zin theo xe, mặt sau của đùi đây, khắc chữ khắc số đây này. Rất rõ ràng luôn. Pedal này pedal bạc đạn nhá, pedal gọng nhôm phản quang hai mặt màu vàng, trái phải đồng bộ. Gạt đĩa cũng Shimano Tony luôn. Phanh này phanh của Techo nhá, phanh trước phanh sau đều là gọng chữ V. Đấy, đều là gọng càng chữ V như hai mảnh nhôm của Techo. Khóa hồng tháo lắp clock, nâng hạ cọc in, chỉnh sửa cho nó phù hợp với chiều cao của các bác đi. Meyer thì là Meyer, con này là Meyer của Zytech. Meyer nhôm nhé, nguyên zin. Meyer nhôm nguyên zin Moruda này vậy. Nhôm mạ chrome sáng choang luôn. Rất đẹp. Tem chữ của nó đây. Tem chữ Nhật. Một con xe Pháp xuất Nhật cực kỳ chất, xốp Asahi. Gọng nước là gọng nhôm mạ chrome sáng choang luôn. Con này khung sườn là full nhôm. Logo đây, logo của Chevrolet đây các bác này. Đó, Chevrolet này. Gọi là có chữ A sắc Á đây. Logo thương hiệu của Chevrolet nhá. Chevrolet tem chữ của nó là màu đen nha các bác. Bản 1CV, Velo model 1CV. Càng trục phuộc của nó đây. Đấy, càng trục phuộc của nó là trục nhôm nhá. Đấy, càng thì càng có săn tốt rồi. Càng săn tốt. Đấy, càng thép chịu lực. Phản chỉnh đây, phản chỉnh sóc đây. Phanh trước của Techo đồng bộ phanh sau. Cấu hình bánh trước như bánh sau, lốp zin. Thông số 700 nhân với lại 32C, lốp của Kenda. Phanh nhôm hai lớp, nan hoa inox chân đầu. Meyer zin mạ chrome sáng choang. Mạn sườn trái của xe này các bác. Rất đẹp. Con này là vô tăng này. Vô tăng của nó là vô tăng nhôm nhá. Bản là 8 sen, 3 vòng, không chén, nắp chụp nguyên zin. Ghi đông thì ghi đông cánh én mạ chrome sáng choang luôn. Đấy, bộ bấm xả líp đĩa là ăn một cụm với phanh, tay nhôm nhá. Đấy, của Shimano luôn, cực bền. Hệ thống dây phanh màu trắng này. Dùng bật cơ nguyên zin này, mặt nạ đặc. Hai ốc lục. Trục giữa chạy bạc đạn nhá. Chân chống gọng bán thép gọng nhôm cực kỳ chất rồi. Đó, các bác nhìn này. Rất chỉ là chất lượng luôn. Bác ưng mẫu xe này thì alo cho em nhá. Số điện thoại chạy trên video ghi ở phần tiêu đề đấy. Và xe này em đã test cẩn thận rồi. Phản quang càng sau là màu đỏ, hai bánh là màu vàng. Đấy, giá chiếc xe này là 8,5 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. 8,5 triệu đã bao gồm phí ship. Đấy. Con xe này thì các bác trung tuổi thì cần em lên đồ thì em sẽ lên đồ phụ kiện cho các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Khi các bác mua xe em lên đồ phụ kiện là nó rất đẹp. Ngoài những chiếc xe full đồ như thế này ra lên thêm phụ kiện như là bơm bao da, rồi là bình nước, hay là gắn điện thoại. Đấy, túi đựng phụ kiện tư trang khác.
Các bác nhớ đón xem những video tiếp theo của em nhé. Trên kênh em sẽ đăng hàng ngày. Đấy, em báo giá lại là 8,5 triệu, mã số là E655 nha các bác. E655 chia vào Pháp xuất Nhật. Vâng, tiếp tục lại là một chiếc Touring. Một chiếc Touring trang bị đồ cực kỳ chất. Chiếc xe này thì bình thường bán đơn thì em bán các bác 7 triệu, nhưng hôm nay em tặng kèm các bác một túi da bò xịn tam giác và một chiếc bình nước giữ nhiệt của Nhật. Một chiếc bình nước giữ nhiệt của Nhật bằng inox nhé. Inox và phía ngoài là nó là mạ màu sơn của nó là màu xanh chuối, rất đẹp. Đây là chiếc bình giữ nhiệt xịn sò và một chiếc túi da tam giác để các bác đựng đồ khi các bác đi thể thao nhé. Rất chỉ là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe của Italia các bạn, một thương hiệu đến từ Italia, mang tên là Utech Color Benetti. Đây là hãng xe đến từ Italia mang tên là Benettion nhé. Tizon rất đẹp. Xe này có màu sắc cực kỳ sặc sỡ luôn. Màu của nó là màu xanh. Con này là màu xanh là nõn chuối, rất đẹp. Xanh tươi luôn đấy. Với cặp bánh lốp cũng có màu xanh rêu. Đấy, nó gần như là nó phun màu xanh trên chiếc xe rồi các bác. Có một số điểm màu thay thế là màu đen đây. Từ hệ thống dây, khung sườn, tay nắm, bánh xe, lốp xe. Đấy. Thậm chí cả chiếc bình nước này nó cũng là màu xanh luôn các bác. Đấy. Có một số màu khác như cọc in và in bộ gác ba ga thôi. Pedal, rè thì nó ra màu đen. Còn lại là màu của nó là cực đẹp rồi. Các bác yêu thích màu này thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại thì là chạy trên video ghi một phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc. Các bác đang xem video vui lòng cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh ấn đăng ký kênh để theo dõi những mẫu xe mới nhất. Thì các bác là lựa chọn được những mẫu xe ưng ý của mình nhé. Và em sẽ đi chi tiết sau đó là báo giá cho các bác. Đấy. Xe được trang bị cọc in này. Nguyên zin của nó đây. In da bọc ở phía trong là đệm. Đấy, cọc in là màu đen. Các ba ga trang bị gọng nhôm. Đấy, có kẹp hàng. Đấy, với chiếc các ba ga này chủ yếu kẹp hàng đi cà phê thôi. Thì đèo người là trên 15 cân là không được nhá. Báo với các bác trước luôn. Gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Đuôi của các ba ga có một chiếc đèn phản quang màu đỏ luôn này. Rè của nó là rè nhựa nhé, rè nhựa, đũa rè là đũa nhôm, sơn màu ghi xám, lốp là lốp của Kenda, lốp xanh, Kenda, bánh thông số của nó 700x28C, vành của nó là vành theo xe luôn, vành của hãng luôn, United Global T-shirt, vành nhôm hai lớp. Nan hoa là inox chân đồng. Quy đề xe sử dụng quy đề của Shimano Tonic. Xe chạy một tầng đĩa và 7 tầng lip. Sen lip đều của Shimano luôn. Mayer xe là Mayer nguyên zin, Mayer nhôm các bác. Mayer nhôm nguyên zin của hãng luôn rồi. Mayer của Zytech các bạn. Mayer này Mayer của Zytech, Mayer trước sau đồng bộ nhé. Phanh của nó là phanh gọng C 3 mảnh. Nguyên zin. Bao da này, da bò này các bác. Rất mềm luôn đấy. Bao da xịn luôn. Bình giữ nhiệt này, bình nước giữ nhiệt này. Bình inox nhá. Bình inox này, nó chảy sơn rồi thì nó lộ ra inox rồi các bác. Đấy. Bình giữ nhiệt cực kỳ xịn luôn. Gọng nước là gọng nhôm trắng nhá, nhôm mạ luôn. Đấy. Cối nổ này, giòn cực kỳ. Đùi nguyên zin theo xe. Đùi nhôm. Pedal của nó là gọng nhựa đặc phản quang hai mặt màu vàng. Đấy, ốp đĩa con xe có power nhá. Ốp đĩa là có power. Tem này, các cái tem chữ Nhật này. Xe hàng bãi Nhật này. Đó, tem chữ nguyên zin của nó, màu sơn nguyên zin của nó luôn nhá. Đấy, rất đẹp. Size gióng đứng con này là 48 các bác. Các bác lên chiều cao cho em 1m65 nhá. 1m65 đi chiếc xe này ok luôn. Ghi đông vô tặng của nó nguyên zin, nhôm mộc.
Đấy, con này thì không có vòng, có bát thôi. Bát của nó là cũng là mạ luôn, nhôm mạ sáng choang. Đi đồng cũng vậy, mạ sáng choang, mạ chrome. Đấy, phản quang là phía trước này, màu trắng này. Chuông này, chuông bật cơ này, rất kêu. Phanh thì cũng là tay nhôm luôn, nhôm mạ luôn nhá. Rất đẹp. Đó, bộ bấm xả là của Shimano Microchip. Bộ bấm xả 7 lít. Logo của hãng này, Benetton. Benetton. Em đọc tiếng Anh không thạo, đọc Benetton luôn. Số khung của nó mặt trước này các bác này. Phanh trước này, gọng xe 3 mảnh nhôm. Rè của nó là rè nhựa, à rè, đúng rồi, rè nhựa của Nhật luôn. Đũa rè uốn lượn này, đũa rè là đũa nhôm sơn màu ghi trắng, màu sáng. Meyer, người Meyer của Ritech, Meyer nhôm rồi. Cấu hình bánh trước như bánh sau. Vành nhôm hai lớp, lốp Canada. Nan hoa inox chân đồng, thông số 700 x 25C. Mạn sườn trái của xe này. Một chiếc touring với giá tiền là ở tầm trung, các bác có thể sở hữu được một chiếc xe đi thể thao đường phố rất đẹp. Và đặc biệt là những bác nào là yêu thích hợp phong thủy màu xanh thì dính ngay chiếc xe này nhé. Rè của nó rè Nhật đấy các bác. Trục giữa con này chạy bạc đạn này, rất cao cấp. Khối nổ rất giòn. Bề đàn trái phải là còn mới keng luôn. Hàng bãi Nhật nhé, nhựa đặc. Chân trống con này, chân trống là cọng thép và đũa thép luôn, thép chống gỉ nhá, còn rất nhạy các bác, rất nhạy luôn, chắc chắn luôn các bác. Bác yêu thích mẫu này thì alo ngay cho em nhé. Và giá chiếc xe này em bán đã bao gồm phụ kiện các ba ga, túi tam giác, bình giữ nhiệt là 7 triệu nha các bác, 7 triệu bao ship tận nhà cho các bác. Các bác ưng mẫu này thì alo ngay cho em, số điện thoại chạy trên video đấy, cũng như ghi ở phần tiêu đề. Và các bác nhớ đón những chiếc xe tiếp theo em lên sau đây nhé.